Alo em à? Em xuống đi, anh đến rồi này. Xuống nhanh nhá. Nóng thế à? Nóng quá. Này anh bạn. Anh bạn trường yêu à? Trông anh cao giáo đẹp trai, ăn mặc thì lịch sự mà ý thức kém đấy. Anh nói ai ý thức kém đấy? Tôi nói anh đấy. Đây là chung cư. Anh uống nước xong sao anh lại vứt ra đường? Thùng rác ở ngay đây, sao em cầm vứt vào thùng rác ấy? Ủa, mày rảnh nhỉ? Đây đường công cộng, tao vứt rác ngoài đường chứ tao vứt rác trước cổng hay là vào nhà mày đâu mày ý kiến hả? Mày nhìn xung quanh xem có chỗ nào mà cắm cái biển mà cấm vứt rác không? Anh, em tới rồi này. Có chuyện gì thế hả? Tôi chả rảnh, nhưng mà tôi không đồng tình với cái hành vi của anh. Này, cái thùng rác ấy, các anh có 2-3 cái bước chân thôi, anh không đem rác của anh vứt vào thùng rác được à? Mà anh lại vứt ra ngoài đường. Mà đường ở đây người ta đi lại nhiều như thế, nhất là ở chung cư, rất nhiều trẻ em nhỏ đi xe đạp, thế chả may nó va vào, nó bị tai nạn thì làm sao? Này, thế con người sinh ra đôi mắt để làm gì? Không biết nhìn à? Ngu thì chết thì biết làm sao? Mày đừng có nhiều chuyện. Thôi anh. Em cứ kệ anh nhá. Mấy cái thằng mà hay nói đạo lý ấy, thường sống ra gì đâu. Mày thích lo chuyện bao đồng không? Tao cũng thích xả rác đấy. Mày làm gì cho tao? Hả? Làm gì cho tao? Anh thích gây chuyện đúng không? Ở đây thì làm sao hả? Thôi anh ơi. Anh ơi, bạn em ạ. Anh ý. Em cứ để anh nhá, để anh dạy dỗ cái thằng nhãi này. Tao cho mày 3 giây ý, để nhặt hết rác vô cái thùng rác này. Không thì đừng có trách. Kể cả 3 tiếng nhá, có ngon nhào vô đây. Ok anh. Người ta nói đúng mà, sao anh lại làm như thế? Đúng cái gì mà đúng? Anh xả ra đường ấy thì có vệ sinh môi trường người ta dọn dẹp nhá. Ảnh hưởng gì tới này nó? Anh ngang thật đấy. Ngang cái gì mà ngang? Cái thằng này. Mày sao mày xả rác vào xe tao? Mày chết không hả? Đường công cộng ấy, tao thích đổ rác ở đâu là quyền của tao. Tao đổ rác trước cổng nhà mày hay ở trong nhà mày à mà ý kiến? Này, ai bảo mày đậu xe ở đây? Nhớ không mày tới số của con chó ạ. Sao? Mày muốn tính sổ gì với tao? Thôi, đây là lỗi của bọn em, để em dọn cho ạ. Dạ, em dọn xong rồi đấy ạ. Em xin lỗi, các anh tha cho bạn em ạ. Thôi được rồi, đi thôi mọi người. Kể em, sao lại vứt rác hộ bọn nó? Rác bẩn thì vứt làm gì? Cũng may là chúng nó đi nhanh nhá, không thì đừng có trách. Đến bây giờ anh vẫn còn nói thế được à? Thế không nói thế nói nào? Hay thôi, mình đi chơi tiếp đi em. Thôi khỏi, tôi nghĩ tôi với cả anh đến đây là vui rồi. Từ nay chúng ta coi như không quen biết. Chào anh. Này, anh đang kịp chấm mút gì đâu? Từ đã. Không hiểu sao mình lại quen phải cái loại đàn ông như thế này nữa. Bực cả mình. Em. Anh còn tìm tôi làm cái gì nữa? Là anh ạ? Chuyện vừa nãy, cho anh xin lỗi em nhá. Vì anh để em phải nhặt rác ấy. Thực ra anh cũng chỉ muốn là dạy dỗ cái anh chàng kia một bài học thôi. Anh đuổi theo tôi là chỉ muốn xin lỗi tôi thôi ý hả? Đúng rồi. Thôi được rồi, tôi nhận lời xin lỗi của anh. Tôi đi trước đây. Em ơi. Dạ. Mai anh có thể mời em đi uống cà phê được không? Em không uống cà phê. Ờ. Nhưng trà sữa thì được. Được.